Alo, tôi đang đi công tác, mai tôi mới về cơ. Được rồi. Ôi, cậu còn làm sao không? Không sao. Anh bạn, đi đâu đấy? Lại gần đây đã. Anh kia đẹp trai đấy. Này anh đẹp trai, chúng ta kết bạn đi. Add Facebook đi, giờ chúng ta kết bạn. Đúng là cái loại con gái dễ dãi. Loại con gái này. Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ. Ê, khoan đã. Cô làm cái trò gì đấy? Không kết bạn ấy thì cũng được, nhưng mà anh phải xem tôi trình diễn một màn ảo thuật đã. Đứng lại. Này, cô hết trò để làm quen người khác rồi à? Cô không phải là gu của tôi. 3, 2, 1. Biến. Bây giờ ấy, thì anh hãy kiểm tra xem ví và điện thoại của anh đã biến mất chưa. Cô, quan trọng của tôi đây à? Tôi đã nói là tôi làm ảo thuật mà. Anh có muốn biết điện thoại của mình hiện đang ở đâu không? Ở đâu? Cô nói đi. Muốn biết đi thì anh tự gọi đi. Sao? Bây giờ đã chịu trả lại đồ cho người ta chưa? Cảm ơn cô. Khoan đã. Có chuyện gì? Tôi muốn xem Facebook của cô. Mình kết bạn nhé. Tôi cũng không có thói quen kết bạn với người lạ. Thú vị thật. Dạ thưa sếp, xe đã đến rồi ạ, mời anh lên xe. Về khách sạn. Alo. Dương, cho anh được gặp em một lần thôi. Tôi và anh đã kết thúc rồi, không có chuyện gì để nói hết. Đừng có làm phiền tôi nữa. Khoan, khoan. Đừng tắt máy, nghe anh nói đã. Gặp anh một lần nữa thôi. Sau đó, anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh hứa. Thôi được rồi, nói đi, ở đâu? Anh sẽ nhắn tin địa chỉ quán cà phê cho em nhé. Anh đợi em. Hẹn mình đi cà phê mà lại ở khu này nhỉ? Công tao tán con bé đấy 2 năm mà chưa được đụng vào người nó. Mà nghĩ dễ dàng tao bỏ qua cho nó. Yên tâm đi. Tao chơi xong tao cho chúng mày hưởng. Nhá. Có chuyện gì nói đi. Em biết là anh yêu em như thế nào mà. Mình lại từ đầu nhá. Yêu tôi. Đúng rồi. Yêu tôi mà lúc nào cũng sẵn sàng ngủ với bạn thân của tôi á. Thế là yêu tôi à? Anh xin lỗi. Thực sự nói anh quá chén nên mới ngụy biện. Anh có nói gì đi chăng nữa ấy, tôi cũng không tin anh nữa đâu. Dương, anh biết. Anh biết bây giờ rất tức giận, nhưng mà em có thể bình tĩnh nghe anh nói nốt một câu cuối được không? Còn quyết định nào thì do em chọn, anh sẽ tôn trọng em.
Em uống nước đi. Nước chanh mảnh thế đấy. Tôi uống rồi đấy, nói đi. Dương, anh có món quà tặng em này. Anh đừng nghĩ anh làm như vậy thì tôi sẽ quay lại với anh nhé. Tôi đã nói rồi, tôi và anh đã kết thúc. Tôi không thể chấp nhận được sự phản bội trong tình yêu. Và tôi cũng không muốn bạn thân của mình đau khổ khi ăn nằm với cái loại người như anh. Dương, chúng em cá tính lắm. Em vẫn mong cuồng. Ông ấy thích, anh cực kỳ thích. Anh nói cái gì? Sao nóng như thế này? Khó chịu quá. Anh đã dở trò với nước của mình. Phải đi ngay. Để xem cô chúng cướp được bao lâu nhá. À, tôi muốn xem Facebook của cô. Mình kết bạn nhá. Tôi cũng không có thói quen kết bạn với người lạ. Alo, tôi nghe. Tôi đang đi công tác, mai tôi về. Công ty vẫn ổn chứ? Vâng, mọi chuyện cho công ty vẫn ổn. Chỉ có em là không ổn thôi. Vắng anh, em buồn lắm. Nếu như không còn việc gì nữa, tôi cúp máy đây. Nóng quá, khó chịu quá. Anh ta cho uống thuốc gì thế này? Phải tỉnh táo lên, mày không được để rơi vào tay anh ta. Cô... Cô làm cái trò gì đấy? Tôi không biết. Này, dừng lại. Ra ngoài ngay. Tôi cũng không biết. Này, cô bị điên đấy à? Đi ra ngoài. Cô. Cô. Là cô trước đây nhá. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Chuyện hôm qua tôi không cố ý đâu. Còn số tiền này coi như tôi bồi thường cho cô. Cô dậy ăn sáng rồi đi đi. Không phải là tới vì tiền sao? Lần đầu. Cậu điều tra cho tôi. Người hôm qua lên phòng tôi là ai? Ở đâu? Tại sao cô lại làm vậy? Tiếp cận tôi với mục đích gì? Anh Toàn. Tổng giám đốc Phan Toàn. Dạo này anh bị làm sao thế ạ? Suốt ngày cứ thấy anh thẫn thờ ra thế. Vậy à? Sau chuyến đi công tác vừa rồi, em thấy anh khác hẳn. Có chuyện gì vậy ạ? Không có gì đâu. Em đi làm việc của mình đi.
Đợt này công ty tuyển nhiều vị trí. Đây là hồ sơ của các ứng viên, anh xem qua xem có ai được không ạ? Được rồi, lát anh xem. Trưa nay mình đi ăn trưa nhá. Hai bác bảo là em và anh cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Ừ, em đặt hàng đi. Vâng ạ. Sao? Cậu điều tra được cô ta chưa? Vô dụng. Nếu không tìm được cô ta ấy, thì đừng về gặp tôi nữa. Rốt cục, người đó là người nào? Thật là đen đủi, lần đầu mà cũng không biết người đó là ai. Có khi nào hắn ta tóm được tôi giở trò không nhỉ? Nhưng mà rõ ràng là cảm giác rất ấm áp. Là anh sao? Cô. Anh là nhân viên ở đây à? Hôm nay tôi cũng đến đây để phỏng vấn đấy. Biết đâu được tôi và anh lại là đồng nghiệp với nhau. Cô ta không nhớ thì sao? Hay là cố tình không nhớ? 5 lần 7 lượt tiếp cận mình là có ý đồ gì chứ nhỉ? Cô gái vừa vào phỏng vấn vị trí gì vậy? Thưa sếp, là vị trí thiết kế ạ. Lấy hồ sơ cô ấy, đến lên bàn làm việc của tôi. Dạ thưa sếp, hồ sơ mà ứng viên anh đang cần tìm đây ạ. Chuyên Hồng Dương, 24 tuổi, chuyên ngành thiết kế. Dạ vâng, nhưng mà vị trí này đã tuyển được người rồi ạ. Vậy sao? Dạ vâng ạ. Đã đi làm được 1 ngày, để mai em thông báo với cô ta ạ. Khoan đã. Nói với cô Dương này từ ngày mai, bắt đầu đi làm cho tôi, làm trợ lý. Anh nói là anh không cần trợ lý cơ mà. Sao bây giờ lại thay đổi quyết định như vậy ạ? Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi được. Cứ nói với cô ta, ngày mai muốn làm trợ lý tổng giám đốc thì tới công ty nhận việc. Còn không muốn thì tùy. Dạ vâng ạ. Em chào sếp. Các nguyện vọng của cô đã được đáp ứng, nhưng đó không phải là vị trí thiết kế. Nếu cô đồng ý, có thể bắt đầu làm việc ngay. Không phải vị trí thiết kế ạ. Vậy công việc của tôi là gì? Đó là trợ lý tổng giám đốc. Trợ lý tổng giám đốc? Nhưng mà công việc này tôi không biết gì cả, cũng không có chuyên môn gì hết. Tổng giám đốc nói cô chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là được, chứ chuyên môn không quan trọng. Thật là không cần chuyên môn gì, chỉ cần ở bên cạnh là được sao? Đúng vậy. Được làm việc trong công ty mà mình mơ ước là được rồi. Vâng, tôi sẽ cố gắng làm tốt công việc này ạ. Cô ngồi đi chờ một lát nhé. Chào đồng nghiệp. Chúng ta từ nay sẽ gặp nhau hàng ngày rồi. Nhưng mà tôi rất tiếc, vẫn không có ý định add Facebook của anh đâu. Đến bây giờ rồi, cô vẫn còn vênh váo được nhỉ? Nhưng mà anh cũng đừng dùng chuyện cũ, rồi giờ cái thói ba cũ bắt nạt ba mới với tôi nhá. Tôi không sợ anh đâu. Vô lễ. Sao cô lại nói như thế với sếp tổng? Sếp tổng? Anh nói anh ta là tổng giám đốc ấy à? Sếp, cô ấy là nhân viên mới, không biết sếp tổng là ai. Anh đừng giận ạ. Không phải là tôi không biết cô ta là loại người gì, cho nên cậu không cần phải đỡ giúp cô ta đâu. Việc của trợ lý là ở bên cạnh tôi. Từ ngày hôm nay, trong giờ làm việc, cô không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi. Đi, về phòng làm việc. Sao anh ấy lại làm như vậy? Tôi không biết, chưa từng thấy sếp thân thiết với ai như vậy. Cô ta là ai? Cô ấy là nhân viên mới vừa mới phỏng vấn. Cô ta được sếp bảo làm trợ lý giám đốc ạ. Cái gì?
Trợ lý? Thưa tổng giám đốc, trà và bánh của anh đây ạ. Tôi xin phép ra ngoài làm việc trước ạ. Đừng đó, tay tôi đang dở việc. Vậy anh bận cái gì chứ? Thì do hành hạ người khác, đúng là ghét. Tổng này, đồ của anh ấy, tôi để ở đây nhá, tôi xin phép. Khoan đã, để cho tôi cốc nước. Hình như bây giờ là hết giờ làm việc rồi ạ. Mà theo hợp đồng lao động ấy, hình như sếp đang sai thì phải. Tôi không đùa đâu. Dạo này Phan Tổng hay ốm thế nhở, ngày nào cũng thấy anh ốm ấy. Tôi không đùa đâu. Tôi bị rượu tôm, trong bánh lại có tôm. Anh có thể dùng cái trò gì khác ngoài cái trò ốm được không? Cái trò ốm của sếp ý, không dùng ngoài giờ được đâu. Tôi xin phép gặp lại anh ở công ty vào ngày mai nhé. Tạm biệt. Cô, tôi không cần cô nữa. Anh cứ giả vờ giả vịt đi, cậy làm sếp mà to. Nhưng mà hình như vừa nãy cái mặt anh ta trông không bình thường cho lắm. Ui, thôi kệ đi. Chẳng lẽ anh ta bị dị ứng tôm thật? Phan Tổng! Phan Tổng! Anh làm sao vậy? Phan Tổng! Tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy! Thuốc gì cũng ở trong tủ. Thuốc gì cũng ở trong tủ. Được rồi, tôi sẽ lấy.
mẹ. Tôi đã đi theo cậu ấy từ nhỏ, tôi rõ nhất. Phan Tổng từ nhỏ đã phải sống rất áp lực, phải tập sống tự lập một mình từ nhỏ và không được gần mẹ. Mẹ cậu ấy nói, một người muốn điều hành tốt công ty thì không được ủy mị. Phan Tổng, tôi xin lỗi, tôi không cố ý hại anh đâu. Cậu bình tĩnh chút được không? Ồn ào quá. Phan Tổng, từ giờ về sau cái gì tôi cũng nhờ anh hết. À, gà, gà ngon quá. Cảm ơn. Có chuyện gì vui đúng không ạ? Tôi vui á? Dạ vâng, em nhìn cái là em biết giám đốc đang vui. Có phải là... Tổng giám đốc. Chuyện gì? Cổ áo của anh. Cô Dương, chỉnh cổ áo giúp tôi. Tôi ạ? Việc này sếp có thể tự làm mà. Sao? Có muốn trừ lương không? Vâng, tôi làm ngay đây. Sao anh ấy lại để cho cô ta làm như thế? Anh ấy luôn để cho cô ta có cơ hội gần gũi. Cả cách anh ấy nhìn cô ta nữa. Không giống như sếp về nhân viên bình thường. Đúng là đáng ghét. Tổng giám đốc, trưa nay mình đi ăn đi. Hôm nọ anh mới thất hứa với em rồi đấy. Để ông khác đi, hôm nay tôi bận rồi. Thế đi tối nay anh sang nhà em nhá. Mẹ anh nói là anh thích ăn canh gà hầm với đỗ xanh. Em không thể để bác gái thất vọng được. À, nó cô. Cô là nhân viên mới nên chắc không biết được mối quan hệ giữa tôi và anh Toàn. Cần phải biết điều đó sao? Nói cho cô biết, tôi với anh Toàn không những là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau từ bé, mà hai gia đình nhà chúng tôi đã có mối giao hảo từ xưa rồi. Mẹ của anh Toàn muốn tôi và anh Toàn là một cặp, vì vậy cô đừng hòng xen chân vào. Hóa ra là cô sợ tôi cứ mất người yêu à? Cho dù cô có là trợ lý thân cận của anh Toàn đi chăng nữa thì cũng nên để ý đến hành động của mình. Đừng làm ra những việc khiến cho người khác nhìn vào rồi hiểu nhầm. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ sắp xếp cho cô một công việc mới ở công ty của bố tôi, đúng chuyên môn của cô hơn. Tôi hiểu ý cô. Nhưng mà đây là công ty mà tôi đã mơ ước được vào làm từ khi tôi còn đi học thôi. Với lại, tôi không thích bị chèn ép đến mức phải nghỉ việc. Tôi đã nói đến như thế mà cô vẫn không chịu rút lui sao? Tôi có gì hơn cô đâu. Tiền tài, địa vị, rồi nhan sắc. Vậy tại sao cô phải sợ là cô thua tôi? Với lại nhá, tôi không có hứng thú với tổng giám đốc của cô. Được. Cô không muốn chuyển đi vì muốn cướp anh Toàn của tôi chứ gì? Đợi đấy, tôi sẽ không chịu thua cô đâu. Đúng là quá đáng thật đấy. Tại sao cô ta phải làm vậy với mình chứ? Làm như mình thèm người của cô ta lắm ấy.
làm gì vậy? Sếp ạ. Trưa nay sếp làm gì đếm đàn nhà hàng ạ? Sao lại bỏ thế này? Chỉ là tôi lỡ ngã rồi, lỡ tay đổ nước nóng mà thôi ạ. Có thật như vậy không? Hay là có ai bắt nạt cô? Thật là do tôi tự ngã, không liên quan đến ai cả. Anh ta hay bắt nạt mình, hay sai mình, nhưng lại cũng có lúc tốt với mình. Thực ra anh ta cũng ấm áp đấy chứ. Sao tim mình lại đập mạnh thế nhỉ? Từ lần sau cô phải cẩn thận vào, bị thương như vậy để lại sẹo đấy. Vâng, tổng giám đốc. Chuyện gì? Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại tuyển tôi làm trợ lý cho anh? Tại sao anh lại bôi thuốc cho tôi? Cô không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Thôi bỏ đi, tôi chưa nói gì cả đâu. Anh Toàn, anh hãy nhớ, tôi mới là người đi với anh từ Thanh Mai Trúc Mã. Cô ta chỉ là người mới thôi, dựa vào đâu mà anh quay lưng lại với tôi như thế chứ? Alo, tôi cần cậu giúp tôi điều tra về một người. Hello, lâu ngày không gặp, dạo này em nuôi thay đổi phong cách rồi à? Tại sao anh lại đến đây? Tôi còn chưa tính sổ chuyện anh hôm trước bỏ thuốc vào nước của tôi để hại tôi. Đừng nói là đêm hôm đó, em không nhớ chuyện gì xảy ra nhá. Đêm hôm đó... Anh câm mồm đi! Anh mau cút ra khỏi đây! Này, em nghĩ chỉ một mình em được làm ở công ty này thôi hả? Ý anh nói là sao? Đúng thế! Tôi cũng được tuyển vào đây làm việc cùng em. Và từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ rời xa em và sẽ luôn xuất hiện trước mặt của em. Đồ điên, anh tránh xa tôi ra nào. Có kịch hay để xem rồi, để xem cô thắng hay tôi thắng nhá. Nào, tránh xa tôi ra. Anh đã bảo rồi, anh sẽ khiến em yêu anh lại từ đầu nhá. Kia chính là nhân viên mới của công ty chúng ta đấy, lại còn là người yêu của Dương nữa. Người yêu cô ta? Vâng ạ, sáng nay chính cậu ta nói với em, cậu ta là người yêu của Dương. Hai người họ yêu nhau cũng được 2 năm rồi, tình cảm rất tốt. Dương cũng muốn được gần gũi cậu ấy, nên là cậu ấy nộp hồ sơ ở đây đi làm việc chung đấy ạ. Em xem kìa, nhìn hai người họ đẹp đôi phải không? Sao là vậy? Cô một khi làm việc ấy thì làm ơn tập trung một chút vào công việc đi. Cái đầu của cô ấy suốt ngày phân tâm nghĩ về việc khác, cho nên mới làm ra cái thứ rác rưởi này. Anh bảo tôi là làm báo cáo sơ bộ về tài liệu ông Quang đưa cho. Tôi đã làm đúng như vậy rồi, tại sao bây giờ anh lại nổi cáu? Cô nói cái gì? Thế cô đang nghĩ là tôi mắng hoàn cổ đây à? Đi về làm lại báo cáo, làm đàng hoàng, làm có lương tâm một chút đi. Người gì mà lật mặt nhanh hơn cả thời tiết. Vậy mà mình còn nghĩ anh ta tốt bụng thực tế, ga lăng. Tính tình thì khó ưa. Cô ta chẳng nhẽ không hề nhớ đi sau hôm đó sao? Cô ta đã có bạn trai rồi, vậy tại sao còn cứ lẩn vẩn quanh mình chứ?
nhìn khó chịu thế nhỉ. Ui, trà sữa loại matcha mà em thích đây. Rốt cục ấy là anh có hiểu tiếng người không? Tránh xa tôi ra. Thôi em đừng thế mà. Anh biết anh sai rồi, em giận gì mà giận dai thế. Thôi, anh biết thừa em vẫn còn yêu anh mà. Anh làm cái gì vậy hả? Sếp, em chào sếp ạ. Đây là công ty, không phải là nơi để hai người thể hiện tình cảm với nhau đâu. Dạ, sếp ơi, mong sếp bỏ qua cho em ạ. Em không nghĩ công ty mình khắt khe như thế. Em xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Nếu có tái phạm một lần nữa, tôi sẽ đuổi việc cả hai người đấy. Anh mà còn dám giở trò nữa ấy, thì đừng có trách tôi. Khốn. Cô ta dám để cho anh ta hôn sao? Đồ con gái dễ dãi này. Cô ta không phải mẫu người mình thích. Quên cô ta. Có chuyện gì? Vào đi. Tổng giám đốc này, tôi muốn hỏi anh một việc. Nói. Tôi đã làm gì sai khiến anh khó chịu như vậy? Tôi đã nghĩ mãi xem mình đã làm gì sai để sửa, nhưng mà mãi vẫn chưa nghĩ ra. Rốt cục là cô không hiểu hay là cố tình không hiểu? Dạ. Cô không nhớ gì thật à? Cô ta dám để cho anh ta hôn sao? Đồ con gái dễ dãi này. Cô ta không phải mẫu người mình thích. Quên cô ta. Có chuyện gì? Vào đi. Tổng giám đốc này, tôi muốn hỏi anh một việc. Nói. Tôi đã làm gì sai khiến anh khó chịu như vậy? Tôi đã nghĩ mãi xem mình đã làm gì sai để sửa, nhưng mà mãi vẫn chưa nghĩ ra. Rốt cục là cô không hiểu hay là cố tình không hiểu? Dạ. Cô không nhớ gì thật à? Đối với cô, tất cả mọi người đều như nhau à? Thế phải có gì khác thì mới được sao? Cô cút ra ngoài cho tôi! Này, không nghe thấy sếp tổng vừa nói gì à? Mau cút ra ngoài, đứng chân ra đấy làm gì? Anh Toàn, chúc mừng sinh nhật anh! Anh không nhận quà của em à? Anh cảm ơn. Cuối cùng thì vẫn chỉ có em là những ngày sinh của anh thôi. Làm sao mà em quên được chứ? Chúng ta lớn lên với nhau từ bé cơ mà. Anh Toàn, tối nay sang nhà em ăn mừng sinh nhật nhá. Em đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc rất là thịnh soạn cho hai đứa mình rồi. Sao lại chỉ có cô ta nhớ sinh nhật của anh ấy? Chẳng lẽ mẹ anh ấy không nhớ sao? Trợ lý đi bên cạnh tôi, không thể ăn mặc tầm thường được. Ờ, nhưng mà tôi không thể nhận không đồ của ai thế này được. Tôi... Ơ, đồ của ai mà lại để ở bàn mình thế này nhỉ? Đừng động à, đồ của tổng giám đốc đấy.
Hình như ông vừa đi qua đây. Tôi sợ là vang vã đấy. Mình sao thế nhở? Sao dạo này mình hay nghĩ về anh ta thế? Lại còn thấy nhói khi thấy điều đó nữa. Cuối cùng thì vẫn chỉ có em là nhớ ngày sinh của anh thôi. Sao lại chỉ có cô ta nhớ sinh nhật của anh ấy? Chẳng lẽ mẹ anh ấy không nhớ sao? Ai? Không được, không được. Tỉnh lại đi Dương. Tỉnh. Không được nghĩ về hắn ta nữa. Làm việc. Nếu mà mình tặng quà cho anh ta, thì liệu anh ta có nghĩ mình có ý gì với anh ta không nhỉ? Nhưng mà nếu không tặng ấy thì cứ thấy sao ấy. Không được. Thư ký Dương, đang giờ làm việc, cô đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài có việc một chút thôi ạ. Có việc quan trọng đây, chuẩn đi gặp đối tác, cô lên xe đi. Chẳng phải hôm nay sếp nên nghỉ hay sao? Hôm nay là sinh nhật sếp mà. Cô cũng biết sao? Tại vì tôi có nghe qua lúc sáng. Việc đó bỏ lại đi, công việc quan trọng hơn, lên xe. Dạ vâng. Được rồi, không hát nữa. Không rồi, hôm nay khách hàng lại không đến. Làm nhỡ mất buổi tiệc sinh nhật của anh với cả bạn gái. Nhưng mà anh trông quen lắm. Cô thật sự là không nhớ gì sao? Hôm đó cô đâu có say rượu đâu. Mệt quá. Tôi về nhà đi, tôi buồn ngủ. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Tôi sẽ đưa em về nhà. Ngủ ngon. Có gì đó rất quen. Rốt cuộc người đó là ai? Mình không thể nhớ được gương mặt đó. Con gái con đứa uống gì mà nhiều như vậy chứ. Từ lần sau trở đi nhé, uống ít thôi. Cô dậy đi, uống cái trà rượu. Cô tôi đang ghét như vậy, xong về nhà đi. Nằm đen vào làm cái gì?
Cô rốt cuộc là không nhớ gì sao? Tôi với cô là gì? Tôi nhớ anh. Chết, hôm qua mình uống say, chẳng lẽ đây là nhà của tổng giám đốc à? Giám đốc, tôi sẽ gặp cô ấy để giải thích ạ. Đi đâu? Ở lại ăn sáng đã. Cô ăn sáng đi. Anh làm đồ ăn cho tôi đây sao? Tôi sống một mình từ bé rồi, cho nên cũng biết nấu ăn. Cô ăn thử xem có vừa miệng không. Cảm ơn anh. Cô bị làm sao vậy? Do vẫn còn rượu hay là không hợp đồ ăn? Tôi xin lỗi. Chắc là do dạo này tôi bị bệnh dạ dày tái phát ấy, nên ngửi đồ ăn cứ buồn nôn ấy. Anh ấy không tới nhà mình, bỏ quên mình vào ngày sinh nhật, lại đi cùng với cô ta, cho cô ta vào nhà. Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Tất cả tại con hồ ly đấy, là do âm mưu của cô ta, dám cướp anh Toàn của mình. Cũng phải thôi, anh Toàn vừa trẻ vừa đẹp trai, lại còn là chủ tịch của công ty lớn nữa. Bảo sao mà cô ta không cướp không được cơ chứ. Cô gọi tôi. Việc tôi thuê anh làm không xong. Bây giờ anh phải đền cho tôi thế nào đây? Trả lại tiền cho tôi chứ. Cô phải cho tôi thời gian chứ, dù sao tôi và Dương mới chia tay nhau một thời gian xong. Với cả tôi còn cho cô ấy cái ấn tượng xấu nữa, từ từ chứ. Theo như tôi thấy, dù anh có làm thế nào, cô ta cũng không thèm yêu anh đâu. Cô không tin tôi. Tôi không tin anh ngoài bản thân mình. Vậy cô muốn tôi làm cái gì? Trừ tiền đi. Tại cái tiền ấy tôi trả nợ hết rồi. Thôi được, vậy tôi cho anh một cơ hội lớn hơn. Nếu như anh làm được, tôi sẽ tăng gấp 5 tiền thưởng. Hơn nữa, còn cho anh một vị trí trưởng phòng trong một công ty lớn. Này, cô nói thật không đấy? Đương nhiên là thật, nhưng với điều kiện anh phải làm việc đấy thành công. Được, cô nói đi. Nếu là tiền, tiền nhiều thì việc gì tôi cũng làm. Dù làm trâu làm chó tôi cũng sẵn sàng tôi làm. Nói đi.
Tháng này mình chậm tới 10 ngày rồi. Chẳng lẽ... Không thể nào. Mình phải thử mới được. Cô ta làm sao thế nhỉ? Vẻ mặt không thoải mái. Vậy chẳng lẽ là vì chuyện hôm qua sao? Dạ, anh đã xem qua dự án chưa ạ? Này, cô có chuyện gì vậy? Cứ nói ra đi, đừng đứng căng thẳng như vậy. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc. Cô nói đi. Em muốn... Muốn gì? Xin nghỉ phép một tuần ạ. Nghỉ phép một tuần á? Vì sao vậy? Cô có việc gì ạ? Dạ, em có việc cá nhân ạ. Chẳng lẽ cô ta ngại mình việc hôm qua nên muốn tránh mặt sao? Alo. Chủ tịch, có người bên đối tác báo về người công ty của chúng ta đem tài liệu mật bán cho công ty đối thủ ạ. Cô nói cái gì? Đó là ai? Cái tập hồ sơ đó tôi bán. Anh kiện thì kiện đấy. Mày. Số tài liệu đó không phải là ai cũng biết chung cất đâu. Mày nói đi. Ai đưa nó cho mày? Tao. Đừng có nóng. Bình tĩnh thôi. Bây giờ nhìn kỹ vào tay tôi nhá. Đây này. Anh Đức. Anh. Kìa em. Bây giờ chúng mình đã kiếm được một món lớn rồi đúng không? Nói cho tên ngốc biết đi, nó thoải mái. Anh thôi đi, anh đừng có vu vạ cho người khác. Tôi không thể nghĩ anh lại là con người như vậy. Dương, em đang nói cái gì thế? Em bảo với anh là em vào đây, anh với em kiếm được món lớn, xong rồi anh với em ra ngoài cưới nhau. Anh im mồm đi đồ khốn. Giám đốc, anh đừng nghe anh ta bịa đặt. Tôi không bao giờ làm chuyện đó. Cô là trợ lý thân cận nhất của Tổng Giám Đốc, là người duy nhất biết được vị trí cất giữ tài liệu mật. Đúng là có nằm mơ. Anh Toàn cũng không thể tưởng tượng được có ngày cô lại phản bội anh ấy như thế. Tôi không có. Người của công ty đối thủ đã nói cho tôi biết cô chính là người của họ. Thì ra đây là cái lý do mà cô cố tình xuất hiện, cố tình tiếp cận tôi à? Bảo sao nãy giờ cô cứ lạ lạ kiểu gì. Xin nghỉ phép dài hạn à? Tôi thật không ngờ tôi đã nhìn nhầm người đấy. Good. Tổng Giám Đốc, anh tin lời họ sao? Nhân chứng và bằng chứng đều có đủ, cô còn dám chối nữa à? Cô với cậu ta lập tức cút khỏi đây, đừng bao giờ xuất hiện trên mặt của tôi nữa. Được rồi, cút thì cút, thì cắt được. Nếu như anh tin họ thì tôi đi. Không phải là gu của tôi. 3, 2, 1. Biết. Bây giờ ấy, thì anh hãy kiểm tra xem ví và điện thoại của anh đã biến mất chưa.
anh đẹp trai. Chúng ta kết bạn đi. Add Facebook đi. Giờ chúng ta kết bạn. Tôi không có thói quen kết bạn với người lạ. Em đi về đi, anh cũng nghỉ ngơi. Chết rồi, anh bị ốm mất rồi, để em vào nấu cháo cho anh nhá. Không cần đâu, không tiện. Em với anh thì có gì mà không tiện, anh đang bị ốm, cần phải có người chăm sóc. Đã bảo là không cần rồi mà, em đi về đi. Cô ta vào nhà anh được, tại sao lại không chứ? Tú Linh! Anh ăn một ít cháo nhá. Anh vì cô ta mà trở nên như vậy sao? Anh chưa từng vì tôi mà trở nên thế này. Rốt cuộc tôi thua cô ta ở điều gì cơ chứ? Anh Toàn, cô làm cái trò gì đấy? Chẳng lẽ anh không biết được tình cảm của em dành cho anh sao? Tôi chỉ coi cô là bạn của tôi thôi. Em biết là anh có chú ý đến Dương, nhưng cô ta không phải loại người ngây thơ như anh nghĩ. Cô ta còn dám bán đứng công ty, anh không kiện cô ta đã là may lắm rồi. Đừng nhắc chuyện này nữa. Em biết rồi, ngày mai em sẽ cho người dọn sạch sẽ chỗ của cô ta. Anh Toàn, dù anh có thay đổi như thế nào, em vẫn luôn ở bên cạnh anh. Anh cho em một cơ hội được không? Cảm ơn tất cả những gì cô đã làm ngày hôm nay. Mời cô về. Chắc chắn là anh ấy vẫn còn nhớ cô ta nhiều lắm. Cứ tình hình thế này, kiểu gì hai người họ cũng quay lại với nhau mất. Mình phải nghĩ cách để cho anh Toàn nhìn thấy bộ mặt xấu xa bẩn thỉu của cô ta mới được. Alo. Alo, cô em đây à? Việc hôm trước của em nhờ tôi đã làm rất tốt rồi, nhưng mà tôi đã hết tiền tiêu rồi. Đấy là việc của anh, không còn liên quan gì đến tôi. Đúng, là cô em đã cho tôi công việc và trả tiền cho tôi đúng như lời đã hứa. Nhưng mà tôi nghĩ lại rồi, cái việc bán rẻ đạo đức mà giả cái giá như vậy tôi thấy nó rẻ quá. Anh cần tiền đúng không? Cô nói một cười, tiền ai chả không thích. Anh muốn bao nhiêu? 100 đi. À không, từ từ nha, khoan. 200. 200 triệu. Tôi có thể trả anh gấp đôi cũng được, nhưng với điều kiện anh phải làm cho tôi một việc. 200 gấp đôi. Ủa, là 400 triệu đúng không? À, cô nói thật không đấy? Tôi đã bao giờ nói đùa anh chưa? Dĩ nhiên là chưa rồi. Nói đi, cô em muốn gì anh làm hết. Nói đi. Việc này cũng đơn giản thôi. Đối với loại người như anh ý, chắc chắn sẽ làm được. Gặp nhau đi rồi chúng ta giao dịch. Ok. Theo như kết quả, thai đã được 7 tuần. Chúng tôi rất mong cô suy nghĩ kỹ về quyết định của mình. Cô hãy về cân nhắc thêm 2 ngày nữa rồi quyết định. Tới bố của cái thai là ai? Mình cũng
cũng không biết. Vậy thì mình có tư cách gì để làm mẹ? Xin lỗi con, mẹ không muốn sinh con ra trên đời mà không biết bố mình là ai. Chào em, trốn kỹ quá nhở, anh tìm em mãi đấy. Anh tìm tôi làm gì? Việc anh muốn hại tôi thì anh cũng đã làm rồi, tìm tôi làm gì? À, chuyện đó à? Chuyện đó đã giải quyết xong rồi, nhưng mà lần này là chuyện khác. Chuyện khác? Anh lại định làm gì nữa? Có người trả cho tôi rất là nhiều tiền để tôi làm cái việc liên quan tới em. Làm... Mà trông em như thế này cũng có giá phết nhỉ. Làm việc liên quan tới tôi? Anh định làm gì? Họ trả cho tôi cái việc quay lại video nóng của em với vài người. Đồ khốn! Ai thuê anh làm việc này? Ai thuê anh? Cái đó tôi không nói được. Nhưng mà có trách ấy, trách cô thôi. Tài liệu mật bị đánh mất. Cho anh vào công ty làm việc. Và lần này là Tú Linh. Tao không cần biết đứa nào xui tao làm nữa. Miễn sao tao có tiền thì việc gì tao cũng làm. Đi! Bảo vệ! Đi! Sổ khập tha hay sao? Lẽ nào cô ta lại có thai? Không để yên cho cô đâu. Cái này, cái này là của ai được nhỉ? Ta có thai, sao không ghi tên bố của cái thai nhỉ? Chẳng có lẽ, chẳng lẽ lại là thai của anh Toàn? Không thể nào. Chắc chắn là hắn ta rồi. Tại sao anh lại đến đây? Tôi còn chưa tính sổ chuyện anh hôm trước bỏ thuốc vào nước của tôi để hại tôi. Đừng nói là đêm hôm đó. Em không nhớ chuyện gì xảy ra nhá. Đêm hôm đó... Anh câm mồm đi. Đúng là nực cười mà. Để xem anh còn tơ tưởng đến cô ta nữa không. Tôi nghe. Anh Toàn à, em vừa mới thấy Dương đấy. Cái gì? Gặp cô ta sao? Đúng vậy, nhưng anh có biết nhân viên cưng của anh đang làm gì không? Có chuyện gì vậy? Nói đi. Cô nhân viên mà anh thầm thương trộm nhớ đang có thai rồi đấy. Cái gì? Dương có thai sao? Có thật không đấy? Cô đừng có nói đùa. Anh tỉnh táo lại đi. Cô ta đã có thai với người khác rồi đấy. Khi nãy em còn bắt gặp cô ta đi khám thai. Có cả sổ khám thai nữa. Bên trong có cả giấy xin bảo thai nữa đấy. Em đã gửi cho anh rồi đấy. Anh không tin có thể đi xác nhận. Loại con gái ăn chơi dễ dãi, ngủ với đàn ông rồi bỏ thai. Anh nên suy nghĩ lại đi. Đừng để cô ta lừa nữa. Khiến đầu óc của mình không tỉnh táo. Đó là lần đầu tiên. Nhưng mình lại không thể nhớ được mặt của người đàn ông đó. Ngày 16 tháng 12. Tại sao tên khốn đó lại tới công ty này làm việc chứ? Thật may mắn là mình đã phát hiện được bộ mặt thật của hắn ta. Phải tránh xa hắn ta mới được. Ngày 17 tháng 12. Tại sao tổng giám đốc lại nổi nóng với mình? Rõ ràng hôm trước còn rất dịu dàng, làm mình có chút động lòng. Thế mà hôm nay đã trở mặt. Ngày 18 tháng 12. Tại sao kết quả lại như vậy? Nếu là như vậy thì bố của con mình là ai? Người đàn ông đó là ai? Chết tiệt. Cô mà dám hại con tôi là không xong với tôi đâu.
mau cử người đi tìm cô ta về đây cho tôi. Dạ, con chủ tịch. Đúng vậy, nhanh đi tìm đi. Dạ vâng ạ. Đi mà đấy, đi mà. Cô hẹn hạ đến mức phải dùng cách này sao? Tôi đã nói với cô rồi, đã là thứ mà tôi muốn, người khác đừng hòng lấy được. Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô dám chống lại tôi? Cô nghĩ nếu như cô dùng cách này thì cô sẽ có được những thứ cô muốn hay sao? Cô thật là đáng thương và tội nghiệp. Cô nói cái gì? Cô dám coi thường tôi sao? Nói cho cô biết, bây giờ cô không còn là nhân viên cưng của anh Toàn nữa đâu. Để xem anh ấy nhìn thấy cảnh này, anh ấy còn nghĩ gì về cô nữa. Nhanh lên, làm đi. Quay lại hết tất cả, gửi cho Phan Tổng. Em à, lần trước ấy, anh đã không thành công với em rồi. Nhưng mà lần này để em chống cự như thế nào nhá. À, khốn. Mày dám thân tao à? Anh là đồ khốn kiếp. Đúng là tôi đúng là đồ ngu. Tôi có mắt như mù nên mới bị anh qua mắt một lần. Thì sao? Chưa có đứa con gái nào mà chưa từng bị tao chơi qua cả, trừ mày. Nhưng mà ngày hôm nay ấy, tao cho biết mùi vị đàn ông như thế nào nhá. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Anh Toàn. Cô câm mồm đi. Tôi đã biết hết tất cả những gì cô và hắn ta làm rồi. Phan Tổng đã biết tất cả những gì mà cô làm với cô Dương. Từ việc thuê người điều tra cô Dương, lẫn việc cô đưa anh Đức vào công ty làm, và cả việc tài liệu mật cô cho người lẻn vào lấy cắp. Cho dù cô có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không yêu cô đâu. Đối với tôi, cô chỉ là một người bạn thôi. Nhưng mà cô đã khiến cho tôi không bao giờ muốn gặp cô nữa. Anh Toàn. Giám đốc. Giám đốc. Nói. Sao anh không nói gì cả? Có phải cô định đi phá thai đúng không? Không phải vậy. Sao anh biết là tôi có thai? Tôi là một người mẹ tồi. Đến cha của đứa bé là ai tôi cũng không biết. Tôi cũng không có đủ điều kiện kinh tế để có thể nuôi con tôi, cho nó một cuộc sống đầy đủ. Tôi sẽ khiến nó bị tủi thân. Tổng giám đốc, chuyện ngày hôm nay tôi cảm ơn anh. Bây giờ tôi phải đi rồi. Ngày cô làm trò ảo thuật, người có cửa phòng tôi chính là cô. Người khóa cửa lại và cưỡng hôn tôi cũng chính là cô. Và người cùng với tôi qua đêm ngày hôm đó cũng chính là cô. Người đó là anh. Phải. Chính cô đã tới và làm đảo lộn tất cả cuộc sống của tôi. Và giờ cô định bỏ đi sao? Đẻ đi anh nuôi. Việc của em đơn giản lắm, tức là chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, còn cả thế giới này cứ để anh lo.